Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Theo lời yêu cầu của các bạn, thì ngày hôm nay CC review chung những cái gì mà các bạn nhắn tin cho CC ha. Thì bây giờ cái việc đầu tiên là các bạn rất là thắc mắc cái mắt kính này. Vì các bạn nói rằng là chị CC ơi, em chỉ muốn mua cái mắt kính giống như vậy, cái mắt kính mà chị đeo thôi. Thì đây, đây chính là cái mắt kính đó. Nhưng mà đôi khi cái ánh nắng ở ngoài trời đó, với lại CC ngồi ở ngoài hồ bơi thì có che cây dù, thì cái cây dù nó phản xuống hay sao đó thì nó ra một cái màu hồng. Nhưng mà thật sự nó không phải là màu hồng, nó là màu trà, rồi hồng hồng trà trà như vậy đó ha. CC xài phone Samsung cho nên cái màu nó cũng khác đi, với lại iPhone, với lại nó khác hơn ở ngoài nhiều lắm. Bởi vì nhìn thấy hình CC đẹp là vậy đó. Phone Samsung chụp hình rất đẹp các bạn, iPhone không có bằng Samsung đâu, ok. Rồi, thì đây, đây là cái mắt kính mà các bạn rất là thích. Và CC có chụp được một tấm hình, chắc bữa đó hên hay sao đó, đeo cái mắt kính này nè, chụp cái tấm hình sao mà nó đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi coi như dụ các bạn đi, nhưng mà đâu có đâu, mắt kính này không có nữa. Mắt kính này CC mua 4 năm rồi. Thì cứ mua nhiều độ lên để dành đó. Thì mấy cái kia cái độ nó qua rồi, bỏ hết rồi. Thì bây giờ cái này nó đúng độ thì CC giữ lại. Thật sự ra cái kính này nó màu hồng trà, nhìn ra trời á, đẹp lắm. Nhưng mà các bạn biết sao không, ngày xưa họ làm cái tròng kính đó, cái tròng thứ hai nè, nó nằm ở ngoài. Thành ra đó, khi bạn đi đâu, người ta ngồi gần bạn, hoặc là bạn lấy tay bạn sờ lên, bạn thấy liền, bạn thấy cái tròng thứ hai nè. Mà bạn sơ ý, bạn đi ra biển đó, cái cát á, cái nó nằm ở trên cái tròng thứ hai. Tại vì cách đây bao nhiêu năm trời, nó không có ra cái loại ở trong, cho nên mình chịu thôi. Chứ bây giờ mà 4 năm rồi trôi qua những cái gì mới mới, thì chúng ta cần những cái mới. Cho nên á, các bạn yêu cầu CC tìm cái loại kính này, CC không có tìm đâu. Thí dụ bây giờ nó có bán, CC cũng không tìm cho các bạn, là tại vì nó ô rồi, xưa rồi, 4 năm rồi. Cái kính nó nằm ở ngoài, người ta nhìn người ta thấy hết. Mình cố tình che đi cái sự già nua của mình mà tự nhiên mình xô ra cho người ta thấy, không được. 4 năm trước không có thì mình chấp nhận. Bây giờ no, bây giờ có bán CC cũng không mua cho các bạn nữa. Thì đây các bạn nè, để CC nói ngày xưa nha, 4 năm rồi nè, yếu lắm, không có như bây giờ. Các bạn nhận kính nhiều quá rồi thì các bạn biết đó, cái kính bây giờ nè các bạn, cầm một cái là nó chắc luôn nè, chắc, cầm cái kiếm mê luôn, chắc luôn. Còn ngày xưa yếu ớt lỏng lẻo, CC đeo nó tuột á nè, hơi tụt một chút thôi chứ không tụt nhiều nè. Đó, thì thôi đừng có các bạn nào yêu cầu cái kính này nữa, có CC cũng không mua đâu, ô rồi, 4 năm rồi đó, không có order cái kính này nữa ha. Là tại vì cái chồng nó nằm ở ngoài nè, CC đi ra biển đó, để cái kính ở dưới đất á, cát nó nằm ở trên cái vành này, CC không thích. Nhưng mà lúc đó không có, phải chịu. Bây giờ đừng ai yêu cầu cái kính này nữa nha, có cũng không mua. Bây giờ tới cái kính này, cái kính này là cái loại mới nè. Cái tròng nó nằm ở trong, ở trong, ở ngoài người ta chỉ nhìn thấy nó mờ qua thôi, thấy gần lắm thấy, nhưng mà nó mờ ra thôi, cái tay các bạn sờ không có được. Mà lỡ có cát á, nó có vô ở bên trong này đi chăng nữa, nó cũng không có sao, các bạn vẫn đọc được chữ. Ở bên trong đẹp hơn, nó giảm bớt, ở ngoài người ta nhìn vào cũng hơi thấy, nhưng mà nó giảm nhiều lắm. Lại mình không có sờ tay thấy, thích lắm. Các bạn nói chị CC ơi, sao em thấy chị toàn là đeo mắt kính cái màu nâu nâu, hồng hồng, đồi mồi, chị không đeo màu đen, thử coi sao chị. Thì đây, CC đeo màu đen, cái này của CC 2 độ 75, màu đen nè. Tại biết làm sao mà CC không đeo màu đen làm video không? Là tại vì đó, khi các bạn đeo kính màu đen là các bạn phải cần trang điểm,
có một chút gì đó nó hơi nổi bật ở trên cái khuôn mặt các bạn thì các bạn đeo kính đen sẽ rất đẹp. Thí dụ như các bạn đánh phấn hoặc là đánh kem chống nắng gì đó rồi ha, nhưng các bạn đeo kính đen thì các bạn cần tô cái màu son đậm, màu nâu đất, màu đỏ tươi, màu đỏ bầm, màu tím. Trời ơi, Sisi nói với các bạn, nó đi với cái kính đen nó đẹp mà nó nổi bật không thể tưởng tượng. Các bạn hãy vào xem những model khi mà họ đeo mắt kính đen, để ý cái môi son của họ coi là màu gì. Đa số là màu đậm. Vì sao? Khuôn mặt các bạn đánh phấn trắng trắng, hồng hồng, cái má hồng hồng nữa, đúng không? Thì cái cặp mắt kính đen và cái môi đậm nó tăng cái vẻ đẹp ở trên khuôn mặt các bạn, vừa đẹp, vừa ngầu, vừa hấp dẫn, vừa sexy, trên cả tuyệt vời luôn nè. Còn nếu các bạn chỉ xài son bóng hoặc là son lợt giống như CC nè, không có đi đâu hết, ở nhà bình thường thôi, xịt toner và bôi một chút kem dưỡng chống nắng thôi. Cho nên là CC ít có đeo kính đen. Đeo kính đen là CC phải trang điểm kỹ lưỡng, đẹp, môi đỏ, hồng, tím, nâu, CC mới đeo kính đen. Yêu cầu của các bạn muốn CC đeo thử cái kính đen thì CC đeo đây, là như vậy. Đúng độ của CC nè. CC ngồi đây đó, mà CC nhìn được những cái ở dưới đất nó nhỏ xíu luôn kìa. Tại CC quen rồi, CC đưa cặp mắt xuống là CC nhìn thấy hết luôn. Có một tờ báo ở đằng kia đọc được chữ luôn kìa. Mà chúng ta vẫn ngồi như vậy, chúng ta có thể đọc được hết tất cả mọi thứ. Chúng ta chỉ tập cái đôi mắt của chúng ta thôi. Không cần phải muốn đọc chữ. Đeo vào, trời ơi, già như bà ngoại thiệt luôn á. Này đúng là bà ngoại ba cháu luôn đó. Còn đeo này nè, thì người ta nghĩ mình chắc cũng có thể làm mẹ thôi, hoặc là con gái đã lấy chồng mà chưa có cháu ngoại, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà các bạn mà đọc sách, đọc này nọ, làm việc nhiều thì các bạn vẫn phải dùng cái mắt kính này ở trong nhà, trong phòng làm việc của các bạn dùng cái này. Chứ ở trong phòng làm việc, trong nhà tối mà các bạn dùng cái này không có được đâu nha. Dùng cái này sao thấy đường rồi nhức mắt lắm à. Cho nên cái này là chỉ để dành cho chúng ta đi ra đường, chúng ta đi xí soạn, chúng ta đi điệu, đi đẹp mà không cần phải mất công hai cái mắt kính thôi ha. Đó, thì đây là kính đen theo lời yêu cầu của các bạn. Các bạn nhìn thấy sẽ không đẹp. Lý do giống như CC nói, CC không có trang điểm, CC không có đánh son đỏ, son nâu, son tím hay là màu nổi, không có má hồng. Thành ra là trong cái video này CC đeo cái kính đen này các bạn thấy sẽ là không đẹp đâu. Đó, nhưng mà tùy. Theo CC nghĩ đó, nếu các bạn thích thì có thể mua hai cái. Vì đôi lúc chúng ta cũng thay đổi màu son, hoặc là chúng ta mặc áo trắng, áo đen, chúng ta cần một cái mắt kính đen ngầu ngầu, đẹp đẹp, là như vậy. Đây là cái mắt kính đen ha. Đen nhưng mà cái tròng cũng hơi xám xám một chút. Là đây là cái kính cũ ha, không mua kính này nữa. Thì CC đeo là để cho các bạn phân biệt được, giống như là nó màu đồ mồi như vậy nè. Đó, thì nó sẽ lật lật như vậy. Các bạn dễ mặc đồ, phù hợp lắm, rất nhiều loại đồ luôn. Đó, thì CC chỉ thích nhất là cái kiểu này. Và cái kiểu nó dài quá đó, hôm qua lên nhà con để quên trển rồi. Cái kính mà nó cái này nó hơi vuông vuông bầu bầu đúng không? Cái kia nó dài quá. Chỉ có hai kiểu là CC thấy đẹp. Đẹp từ cái frame cho tới mắt kính luôn. Nhưng mà chịu khó tập nha. Chị cứ ngồi như vậy nè, rồi chị tập cái cặp mắt chị nhìn xuống, giống như chị đang ngắm trời đúng không? Phải tập ngày, vài ngày ha. Đó, thì đây nha các bạn, đây là hai cái mắt kính, một cái màu đồ mồi và một cái màu đen. Đây là cái CC thích nhất, phù hợp cho mọi khuôn mặt. Khuôn mặt ốm ốm, xương xương, gì đó cũng đeo được cái loại này. Khuôn mặt đầy cũng đeo được cái loại này. Là đây. Còn cái này cũ lắm rồi, cái này đừng mua nữa ha. Mà cũ lắm rồi, 4 năm rồi, yếu. CC ít đeo lắm, là tại bây giờ đúng độ mới đeo. Chứ ngày xưa CC đeo những cái nó đúng độ kia, yếu lắm các bạn. So với bây giờ thì không bằng đâu. Đó, thì coi như đây là cái video về cái kính CC chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ sẽ tiếp tục
qua về giỏ sách. Giỏ sách này cho các chị lớn tuổi một chút, tướng tá, có da có thịt một chút, trên cả tuyệt vời. CC xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, I love you.